kia là nó để nó quảng cáo, chẳng có ai quảng cáo cả, để chống ấy tốn tiền, nó quảng cáo tốn tiền, bọn nó cũng kiếm cái chỗ này nó đặt xong ăn ăn quảng cáo nó thuê nó, nhưng mà sợ điện thoại à, nó phải xin phép của bên bộ, nó là sợ, nó sợ văn hóa thì thể thao truyền thông nó mua những chỗ bãi biển của Thái thì gọi kém bãi biển của Vũng Tàu anh chị ạ.